Chào anh em đang xem cái clip này của Tiến nha. Thì hôm nay tiếp tục mình làm về cái dòng súng bắn đạn cao su. Thì trong cái phân khúc với những cái mẫu súng bắn đạn cao su cao cấp bên shop của Tiến á, thì hôm nay mình nói về một cái dòng súng huyền thoại luôn, cái dòng súng M1911 đấy. Thì cái con M911 hôm nay Tiến sắp review á, thì nó là màu full chrome. À, anh em thấy nè, đó, một màu trắng rất là đẹp luôn, có in hoa văn. Rồi cán thì nó được ốp gỗ rất là tinh tế luôn. Nói chung là cái mẫu M911 là mẫu huyền thoại rồi. M911 nè, con 45 nè, rồi K54 nè, thì nó cái modem của nó gần giống như nhau hết á. Đây cái con M1911, thì những cái dòng súng này được sử dụng trong quân đội của Hoa Kỳ nè, hay ngay cả ở Việt Nam mình trong thời kỳ chiến tranh đó, thì nó cũng sử dụng rất là nhiều cái khẩu M1911 nè. Gọi là khẩu K54 á, nó cũng cái phiên bản của nó giống cái mấy cái đời nó như nhau á, thì nó khác cái tên gọi thôi. À, trên này nó cũng có để là con nè. M1911 á. Thì cái mắc in nơi sản xuất của nó là mắc in Tokai. Cái đây sản xuất M1911, cái màu full chrome. Thì trên đây là nó có để chi tiết rất là nhiều luôn nè, rõ ràng nè, 100 che rồi, có nghĩa là mình dịch nôm na ra nó cái hãng này nó được tốt, nó tồn tại là tầm khoảng 100 năm rồi đó. Thì mình dịch như vậy nè, đạn cao su 90mm nó có để những cái dòng chữ ở trên cái thân súng, cái modem nó có để rồi, chi tiết thì nó cũng để cụ thể hết. Ở dưới cán của nó cũng kèm thêm một cái logo, hai cái logo hai bên màu vàng á, anh em thấy nó rất là đẹp. M1911 để mình lấy cái băng đạn ra. Thì cái băng đạn của M1911 này nó tổng khoảng được 14 viên. Mà mình lưu ý nè, cái anh em mới lấy về mình vào đạn thì mình vào tầm khoảng dưới 10 viên thôi á, cho cái lò xo nó giãn từ từ thì mình sẽ vô được hết, lúc đầu thì nó hơi nặng. Rồi lưu ý khi mà mình để ở nhà mình không sử dụng á, thì anh em có vào đạn thì tốt nhất là lấy ra, nhưng mà có vào để sẵn thì cũng vào khoảng tầm 3 viên được rồi, mình đừng có vào nhiều thì cái lò xo lâu ngày nó nén, nó không có tốt cho cái băng đạn của mình nha, nó ảnh hưởng. Mình một có một cái lưu ý nữa nè, khi mà anh em mình xài là tốt nhất á, là lúc nào khi mình cầm lên hoặc mình cho người khác mượn chơi, tốt nhất mình nên lấy cái băng đạn ra đó. Và trong khi đó, khi lấy băng đạn ra rồi, mình phải coi ở trên, mình kéo lai nó ra, mình coi trên cái bộ đạn của nó còn đạn hay không. Đây mình kéo nè, để mình kéo ra coi còn hay không. Đấy, một cái băng đạn nè, khi mình buông ra đó, mình buông ra nha. Rồi bây giờ mình thử mình tháo cái băng đạn ra nè. Đó, mình không xài thì mình phá lại rồi đó. Khi mà mình giật á, thì vẫn còn cái một viên ở trên nòng đó, mình tháo ra đi nè. Bây giờ còn một viên trên nòng nè, nó lọt xuống đó, một viên ở trên nòng. Thì như thế khi mà mình sơ ý thì còn một viên trên nòng thì nó rất là nguy hiểm nè, nên mình phải mở ra mình xem như thế này. Thì khi nào mà đầy đủ an toàn hết thì mình mới cho nó về chế độ an toàn được nha. Anh em mình lưu ý nha. Nãy giờ mình quên nói về cái cách giao dịch của shop mình Thì hiện tại shop của mình thì chỉ nhận chuyển khoản hết 100% mới gửi hàng nha, không có ship code và cũng không có giao dịch trực tiếp. Anh em mình chơi hàng hoặc là lấy hàng thì lưu ý giúp mình nha. Còn nhớ anh em nào mà không tin tưởng thì cứ tiếp tục xem kênh của Tiến. Còn nếu mà cảm thấy không có thích cái kênh của Tiến hoặc là không có hài lòng với cách giao dịch của mình á, thì có thể các bạn tìm những cái shop khác nào đó giao dịch trực tiếp hoặc là có thì cho các bạn, và các bạn lấy giúp Tiến nha. Cũng đừng có vào mà nặng lời với mình nha. Cũng có nhiều anh em cũng nặng lời, nhưng mà đó là cách bán của mình nha. Anh em mua không được thì mình cũng nói chung là mình cảm ơn, nhưng mua không được cũng vui vẻ, đừng nên nặng lời với nhau. Mình cũng đã nói từ đầu rồi nha. Rồi mình kết thúc video tại đây đi nha. Anh em mình mua hàng thì hãy gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại mình có để góc trái màn hình nha. Rồi mình xin chào và xin tạm biệt.